thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng giả danh nhà sư để trốn truy nã. Đối tượng bị cơ quan công an Củ Chi bắt giữ khi đang giả danh nhà sư đi bán hương trên địa bàn thành phố. Công an Củ Chi vừa di lý đối tượng về trụ sở để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan. Được biết trước đó, đối tượng đã nhiều lần làm video ăn thịt chó, nhậu nhẹt, gây ảnh hưởng đến thuận phong mỹ tục, bôi nhọ hình ảnh Phật giáo. Giả mạo nhà sư sẽ bị xử lý như thế nào? Theo luật sư, nếu có căn cứ cho thấy người nào sử dụng giấy tờ giả để giả mạo nhà sư Phật giáo, thì tùy theo mức độ có thể xử lý hành chính hoặc khởi tố hình sự. Như thông tin, liên quan đến ông Nguyễn Minh Phúc, 40 tuổi, có nhiều phát ngôn trên mạng xã hội trong thời gian qua. Ngày 28 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông này đã giả mạo tu sĩ Phật giáo, tự xưng pháp danh là Thích Tâm Phúc. Tên Chùa Hoàng Pháp Trung ương chỉ là bản hiệu do ông Phúc tự ý gắn tại nhà, chính quyền địa phương đã đề nghị ông Phúc tháo dỡ bản hiệu này. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, từ năm 2015 đến nay, ông Phúc đã thành lập 6 công ty nhằm lợi dụng danh nghĩa để tổ chức các sự kiện vận động quyên góp gây quỹ không đúng mục đích và tụ tập đông người tại nhà riêng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Hiện 6 công ty này đã bị khóa mạng số thuế. Qua xác minh của Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi và Ban thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh, các trường hợp tập thể cá nhân khen thưởng cấp nhà nước do ông Phúc tự khai không có tên trong hồ sơ lưu trữ tại ban thi đua khen thưởng trung ương và ban thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 1 năm 2022, ông Phúc từng bị Ủy ban nhân dân xã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm lăng mạ, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác với số tiền 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, nếu có đủ căn cứ chứng minh, việc một người nào đó lập công ty nhằm tổ chức các sự kiện vận động, quyền góp gây quỹ không đúng mục đích thì có thể bị xử phạt hành chính. Cụ thể, nếu hành vi vi phạm được xác định diễn ra trong thời gian một năm trở lại đây thì có thể bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Điều 10 Nghị định 130 năm 2021 Nếu hành vi diễn ra quá thời hạn một năm thì hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra xác minh có dấu hiệu lừa đảo, thì người vi phạm có thể bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Cũng theo luật sư Pháp, người nào làm giả giấy tờ để giả mạo tu sĩ thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 144 năm 2021 hoặc Nghị định khác tùy thuộc vào loại giấy tờ làm giả hoặc khởi tố vụ án hình sự về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 341 Bộ Luật Hình Sự.